Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình góp nhận 1.000 token Good Don trị giá hiện tại khoảng 50 đô các bạn. Chương trình góp này end vào ngày 29 tháng 4 và sẽ phân phối vào ngày 30 tháng 4 các bạn. Để tham gia hôm nay mình click phần link mô tả dưới video của mình, mở Telegram và bấm nút start chatbot nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn lướt captcha nè các bạn. Các bạn nhấp vào một cái captcha nè. Trên captcha thì các bạn chọn tôi không phải là người máy nè các bạn. Chọn vào hình ảnh có chứa một chiếc xe tải. Thì các bạn chọn vào hình ảnh có chứa một chiếc xe tải mà. Xe tải đây nè. Ok. Rồi xe tải đây nè. Rồi bấm tiếp theo nha bạn. Xe tải tiếp theo. Rồi bạn bấm vào mục submit nha bạn. Sau khi bạn bấm vào submit cho nó load hết rồi các bạn bắt đáp lời các bạn. Các bạn bấm nút chat nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group follow của Chiller nha bạn. Join cho nhóm chat nè các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lời nha bạn. Các bạn join theo kênh Chiller nè. Follow kênh Chiller chứ. Token này sẽ lên lên sàn ban cái swap nha bạn. Rồi bạn bắt đáp lời. Rồi tiếp tục tới Twitter các bạn follow và retweet tăng 3 người bạn vào các bạn. Nhiệm vụ khá là đơn giản các bạn. Trên tàu Twitter thì các bạn bấm theo dõi nè các bạn. Các bạn like và chắc chắn tweet nha các bạn. Các bạn tăng 3 người bạn vào các bạn. Các bạn bình luận cho nó một câu đi các bạn. Cầm gun. Rồi nha các bạn tweet lên nha các bạn. Rồi tiếp tục bằng comment nắng cái luôn đi các bạn. Thôi các bạn chờ nó tweet mình gửi đi chút xíu các bạn. Mình comment nắng cái luôn đi các bạn. Để cho chắc ăn nha các bạn. Rồi các bạn bấm trả lời luôn nè. Rồi tiếp tục thì các bạn bắt đáp lên nè các bạn. Các bạn bấm vào mục submit đi tên nha các bạn. Tiếp tục các bạn điền địa chỉ email của mình vào các bạn. Tiếp tục thì các bạn enter số username Telegram thì các bạn mở Telegram mình ra nè các bạn. Trên Telegram thì các bạn nhấp vào ba chỗ bên cùng các bạn nhấp vào setting nè các bạn. Thì tất cả các bạn sẽ thấy username mình nằm chỗ này nha các bạn. Vì mình tài khoản này tài khoản giá của mình demo cho các bạn mà. Tài khoản chính của mình là cộng anh bút số 1 nha các bạn. Rồi mình gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục thì enter username thì các bạn mở tờ Twitter của mình ra thì sẽ thấy được tờ Twitter của mình nha các bạn. Ở cầu memo của bạn. Tiếp tục thì các bạn gọi địa chỉ với BNB Smart Chain, các bạn mở địa chỉ với chocolate mình ra nha các bạn. Tất cả các bạn sao chép địa chỉ BNB Smart Chain lại nè các bạn. Các bạn gọi là chatbot nha các bạn. Tiếp tục các bạn bấm vào status để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Các bạn gì lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm được token các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 1.000 token RON DOT. Đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.